Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 tỉnh Hưng Yên có 31 điểm thi với trên 12.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 4.200 thí sinh chỉ dự thi tốt nghiệp, trên 9.500 thí sinh vừa thi tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, học sinh trong tỉnh phải nghỉ học do ảnh hưởng của dịch. Hơn 1.800 thí sinh phải thi đợt 2, do vậy áp lực cho các địa phương trong việc tổ chức kỳ thi là rất lớn. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho thí sinh được Hưng Yên coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các vấn đề về cơ sở vật chất, nhân sự được tỉnh triển khai chi tiết cụ thể, quyết liệt, nhất là phương án phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho trên 5.000 người làm nhiệm vụ thi và học sinh trong vùng có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, công tác tổ chức kỳ thi nghiêm túc, không để xảy ra sai sót. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Hưng Yên đảm bảo an toàn tại các điểm thi và an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc đúng quy chế. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là tỉnh phải hoàn thành công tác chấm thi nghiêm túc, khách quan, công bằng. Cần chú ý rà soát cơ sở vật chất đảm bảo cho việc chấm thi được thực hiện chính xác, đồng thời chủ động chuẩn bị tốt để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 sắp tới, đảm bảo đúng quy chế, công bằng, khách quan.